Ý rồi em ơi, em xem ở live stream trước nha. Ui, thủ hay thế nhờ. Số 81. Hay thế nhờ. Tốt thật. Ui, số 2 kìa. Ui. Hay quá. Cầu ngoài sân. 84. Hay quá. Hai ông đều điều kinh thật. Ui, quá đắt léo. Tôi áo xanh anh em. Em nghĩ là toàn gọi là tài năng của họ đấy, khả năng mấy năm nữa là cũng vào top đấy. Cây lưới rất tự tin. Số 23 cũng phát cầu nhanh nhỉ. Hai đồ của tôi. Điểm số 3 đều. Rất bình tĩnh. Điều hay quá. Rồi. Sau những đường cầu vừa thể hiện của cả hai vận động viên, chúng ta cũng sẽ có một chút góc nhìn. Anh em nào dự đoán Hàn Quốc thắng Cameroon 1, dự đoán Đài Loan thắng Cameroon 2 nha. Phong Lao kìa, hay quá. Điều tốt thật. Đây vừa đáo trắng đang điều tốt. Tốt hơn. Điểm 74. Kia điều hay nhờ. Idol của mình xếp này phải chạy hơi nhiều. Không qua lưới. Tôi đang lo cho idol của tôi đấy anh em. Hai vận động viên này đập không đến anh ạ. Mình cổ vũ nó sung. Ông áo trắng đang nhiều độc cầu tốt hơn. Phải công nhận là áo trắng đang điều cầu tốt hơn. Về rất hay. Cầu ngoài sân. Tay nhanh nhá. Hay là do ông ấy chân dài hơn anh em. Cầu ngoài sân trả lời lại.
quá. Rất bình tĩnh nha. Ăn. Rất chính xác. Ui. 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 Ui kìa. Cổ vũ em vẫn tin idol của em. Ngoài kia 14-11. Chém quay. Ngoài 14 đều. Xanh anh em nào bắt đầu chặn 2 lít làm tí cho vui. Chốt chắc nha, em chốt rồi đấy. Thôi em bắt một người đây anh ạ, không có nhiều tiền áp lực lắm. 15 đều. 15 đều, căng đét nhỉ. 16-14 à. Ui. Thế là idol mình mới đang bị dẫn à. Khả năng lại mất 2 lít rồi, nhưng mà thôi, cổ vũ cho idol mà. Đã là idol rồi thì... Hai đồ cố lên nào, thêm điểm nữa. Này độ nó mới vui bởi vì nó đều. Này nó mới hay này. Ôi. Sao tự nhiên tôi thấy buồn rủn chân tay thế nhỉ? Mọi người, 20 đều. Idol, ôi, đối thủ quả hay quá. Đập thế mà vẫn thủ lên kìa. Tiền để đi chữa bệnh tim không? Thủ nhất không? Thủ nhất không? Chốt nha. Làm tí cho vui ạ. Hay thế. Hai đồ cố lên. Đâu này đánh điều hay thật. Ui, kéo lưới kìa. Ui, vẫn qua. Mất cả ngày luôn đấy. Mấy lít thôi. Ui, ai đủ rồi. Đánh cô đến xếp 3 không có sức nữa này. Điểm số 9-2. Ui, toang rồi.
Ngoài 39. Idol định không từ bỏ chiếc 2 à? Định cố à? Đồ ngoài. Điểm 16. Hay lắm, xem đơn thế này mới sướng. Rất nhẹ nhàng. Kéo kìa. Hay quá Idol ơi, vẫn chưa giành được. Ở trắng này chắc phết. Ui. Ao, chiếc 3 anh em ạ. Hay quá. Không lao, tiếc quá không. Số 7-14. Ôi, nó vẫn thủ lên kìa. Ở trong sân. Hai ông này biểu hay thật. Chắc thế. Ui. Đẳng cấp. Bình tĩnh thế nhờ. Ui. Điểm 15-9 đấy mọi người. Hay thế nhở. Hai đồ tôi chạy vất vả hơn anh em ạ. Áo trắng đang làm chủ trận đấu tốt hơn. Em vẫn tin tưởng idol của em. Hay quá idol ơi. Trời ơi ngoài kia. Chi lê. Mệt lắm rồi. Để xem ai bền hơn. Vẫn lên idol tuyệt vời. Thôi xong. Ui, mặt vai chưa? Mình kia nó điều cầu kinh thế nhở? Cảm giác khó chết thật. Ôi. Thêm điểm nữa nào ai đồ ơi. Điểm 52. Cảm giác ăn điểm bông áo trắng kia khó thế. Thôi sao rồi.
thôi. Hay. Hay thế nhỉ. Người 1-3 xong lại còn gặp ông chắc cú này đấy chứ. Hay lắm. Ui. Idol cứ lên chắc từng điểm cho em. Cho anh. Ôi Idol ơi. Ôi. 5-11. Ăn. Ôi. Chắc 3 điểm 6-11. Ngoài 26. Bảy mươi hai. Hay quá. Ui. Di Lê run thêm một tí nào. 12. Ôi ai đủ ơi. 1 lần idol để cầu là tôi lại sợ ngoài anh em ạ. Rồi. Idol chắc nha. 11-14. Hay. Ui. 12-14. Ngoài kìa idol. Ngoài sân 13-15. Sáu mười ba. Bảy mười ba. Rồi, không ngoài. 14-17. Hay quá. 8-14. Mới thôi là bị lỗi nhiều, bây giờ về tay. Bây giờ có bỏ cái trong ngoài nữa thì ok. Idol tôi muốn thắng xem này xác suất thấp lắm. Ngoài.
qua. Anh ghi lên nhà số tài khoản nhá.